cái đáy của xã hội như thế nào, nhưng mà quan trọng nhất là bạn tìm được cái tia hy vọng và bạn thay đổi suy nghĩ của mình và bạn vượt qua được nó. Thì đối với mình thì mình chỉ nghĩ như vậy thôi. À, thật ra thì chỉ chết. Thật ra thì mình này, như mình đã nói, câu chuyện hai câu chuyện của mình hoàn toàn khác nhau. Thì mọi người cũng có chỉ trích và có mọi người nói là nó sẽ có liên quan tới pháp luật chẳng hạn, nhưng mà như ban đầu mình nói là cái câu chuyện của mình là câu chuyện quá khứ, nó hoàn toàn khác, đó là câu chuyện quá khứ. Nhưng mà anh có thật sự buồn khi mà lắng nghe những cái lời giống như là một nó như một cái câu chuyện mà đó là chính là một cái câu chuyện quá khứ thôi. Mọi người vẫn biết nơi vẫn là quá khứ. Ý là mọi người thắc mắc là khi mà anh đưa cái thông tin, cái sự thật này ra, thì có nhiều người, người ta hiểu thì người ta sẽ không có nói gì quá nặng nề về anh. Nhưng mà có nhiều người, người ta cảm thấy là ôi tự nhiên ca sĩ này đi kể cái chuyện nó ra làm cái gì, ôi tôi mất hình tượng với anh chàng này rồi, và tôi cảm thấy là ôi anh không phải là một người tốt, tôi không thích anh nữa. Nhưng mà giờ lỡ kể rồi, giờ biết sao được, đi theo lúc này được nữa. Anh đọc cái, anh đọc những comment, ví dụ đôi khi mình rất là hối hận, thật sự mình rất là hối hận, mình giờ tao bị khùng sao giờ, tự nhiên tao đang được mọi người thích, yêu quý. Thật ra thì như các bạn đã biết thì một người nghệ sĩ được người ta yêu quý rất là khó. Đúng rất rồi. Là khó để mà cái khuôn mặt mà ví dụ như ra ngoài diễn hoặc làm cái gì mà người ta không chửi rất là khó. Có nhiều nghệ sĩ không làm hết, ra bắt mặt lên là người ta chửi, nó không biết cứ ăn mặc kiểu gì cứ ra là dưới comment là chửi, hoặc là đó là cái có nhiều người bị số thị phi là như vậy. Còn riêng đối với mình thì mình đôi khi mình ngồi suy nghĩ, mình kêu ủa tôi có bị khùng không, tao bị khùng không sao trời, tự nhiên tôi đang được mọi người yêu mến rồi mà tự nhiên lôi ra cho người ta chửi lại. Hay là lúc đó cái khoảng thời gian đó cái tâm lý anh ta không ổn định và anh quyết định không thật sự thì khi mà mình có những cái bài báo họ cái câu chuyện của mình á thì nó đơn giản, nó chỉ là tôi đã từng như vậy, nhưng mà có nhiều người họ giật tít, nó làm quá lên và gây cho khán giả người ta sẽ hiểu lầm, mà mình cũng vậy thôi, tâm trạng của mình vậy thôi. Mình lúc nào khi mà cái truyền thông đưa lên như vậy mình cũng rất là sợ, tại vì họ đưa cái tiết là ví dụ như là Hồ Văn Hiếu từng làm quản lý gái mại dâm rồi đánh đập người ta rồi mới cho làm nghề, rồi họ giật thêm những cái câu như vậy mà những câu chuyện đó mình không có thì mình cũng rất là khó chịu trong người đó. Thì mình đôi khi mình ngồi mình lại mình rất là hối hận, mình kêu là ủa sao? Đôi khi mình thật quá là mình kể câu chuyện nó như vậy rồi mọi người đánh giá sai về mình, hoặc là mình sẽ bị nghĩ xấu rồi rất là nhiều như vậy, nhưng mà thôi bây giờ nó cũng lỡ miệng nói ra rồi, bây giờ rút ra sao được nữa, rút lại sao được. Dạ em bị cũng lỡ rồi, mình cũng đã in sách hết trơn rồi, mọi người cũng chuẩn bị đọc hết trơn nên mình hối hận không kịp đâu. Ngày mai mình bán sách luôn rồi hả chị hả? Mai bán sách rồi, mai sách lên kệ rồi anh ơi. Dạ thôi mà, có gì đâu mà buồn. Không, đôi khi mình bị comment, bị chửi thì mình đọc hơi buồn chứ không mà không đọc nữa. Dạ rồi, cảm ơn chia sẻ của anh, rất là dễ thương và thiệt tình đúng không ạ? Còn điều làm anh muốn tìm hiểu là điều vẫn chưa làm được trong tháng thứ hai gì, nhớ được thay đổi. Việc gì đó làm chưa thành công, khi mà coi được một phim lại, cảm thấy là mình một cái ba đóng chưa được. Nhiều điều chưa có thể làm được và có nhiều điều mình đánh mất. Nhưng mà cái quan trọng, mình luôn luôn sống ở hiện tại và mình vẫn nhìn lại quá khứ để mình rút kinh nghiệm những điều đó, mình không để xảy ra những hối tiếc. Chưa đến nỗi đến tuổi cũng phải biết tự chuyện, tại vì khi mà viết hồi ký lại thường đa số những người lớn tuổi hoặc là những người đã rất là thành công đó, nhưng là mình thì nói với tự chuyện thì mình cũng khá trẻ hơn, mà khi mà quyết định viết cuốn sách này bởi vì mình đã từng trải qua những câu chuyện nhiều, trải qua những khó khăn rất nhiều trong cuộc sống, và mình đã thay đổi rất là nhiều trong cái con đường sự nghiệp của mình, là thay đổi từ tính cách sống của mình, rồi thay đổi tất cả mọi thứ, nên là mình quyết định mình viết cuốn sách này để mà coi như nó là một cái món quà lưu niệm riêng đối với mình trong cuộc sống của mình. Thì quan trọng nhất thời điểm hiện tại bây giờ là mình luôn luôn trân trọng cái điều đó và mình xem đó là một cái động lực để mình cố gắng hơn trong cuộc sống. Nghe và lắng nghe và tiếp thu tất cả những cái thông tin mà anh chia sẻ về cuốn sách này, bởi vì khi mà có một nghệ sĩ ra sách có nghĩa là chúng ta đã có thêm một ngôi sao trong văn đàn, là có thể kéo gần khoảng cách giữa những người yêu đọc với những người sản xuất sách và với ngành sách. Như thế thì chẳng phải là một tin vui sao?
vọng tất cả chúng ta đều sẽ có cơ hội đón nhận thêm một tác giả mới và một cái suy nghĩ mới. Hồ Anh Thúy sẽ đại diện cho tất cả các anh em nghệ sĩ, những người có rất nhiều những tâm tư tình cảm mà không có dám chia sẻ ra. Bây giờ Thảo sẽ cùng lặng lại trong những cái đêm thâu, Thảo viết ra một cuốn sách và hy vọng là tất cả chúng ta sẽ dành thời gian để mở mở và để chia sẻ, để sống cùng trong cái không khí của một số hết sức là rộn ràng, nhưng đâu đó trong những cái ngóc ngách của tâm hồn họ có rất nhiều điều để chia sẻ.